Yo, hello, what's up, chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game bài tài chiến mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước là video cho anh em xem video vẽ đầu video, nhìn xem like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nha của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình báo cáp sự kiện chung chung mới nhất của game hai tại đại chiến anh em, cùng chơi sự kiện và quẩy game. Hôm nay thì có nhiều anh em đặt ra câu hỏi xong thì tôi lên video từ sáng giờ thì hiện tại thì tình hình thì tâm trạng tôi ổn lại đâu bạn. Hiện tại thì tối hôm qua thì vợ con tôi bị tai nạn anh em, thế nhưng mà mọi thứ giờ nó ổn định rồi, may là chỉ bị phần mềm khá là ok. Cũng cảm ơn một số anh em đã có kết bạn Facebook và cũng đã biết qua và cũng hỏi thăm đến gia đình tôi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, nói chung là bỏ qua vấn đề qua bên các bạn, chúng ta tập trung vấn đề chính vào game. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cho đi hốt code dùng chung mới anh em nhé. Hiện tại code dùng chung mới lên rồi các bạn. Đây bạn kame.vn.mipcode này các bạn này. Như hôm nay cũng ngày chưa còn một ngày nữa nha, một ngày nữa cái code mừng lễ. Ồ. Hai code lận anh em nha, hai code này các bạn này. Có các code mừng lễ 20 tháng 10 anh em, hai code dùng chung mới luôn anh em, bao ngon. Ok các bạn, hai hai code anh em. Hai code dùng chung mới các bạn, rồi. Còn này các bạn, qua nhóm các nào. Ok bạn, về game nhập coi. Hai cốt lợn anh em, ngon lành luôn. Ok các bạn, hai cốt lợn anh em, ngon lành. Một cái, hai cái. Ồ, 10 giây hơi lâu nhỉ. Gift code mừng nhà giáo 20 tháng 10 các bạn. Sợi và có đẹp tuần. Phần quà cũng bao bé đấy chứ anh em, một Bentley, một FP, 10 thùng bia, 200 dép Luffy, 15 xúc xắc. Bên này thì hai Bentley, 2 P, 20 xuồng quay, 20 cốc bia vàng và một dương may mắn Funky các bạn, ngon. Tổ hợp quà. Ok, đây những phần quà đến từ code mới anh em nhé, các bạn tranh thủ lượng các bạn. Rồi, để xem nào. 375 cốc bia vàng à, cốc bia vàng à. Xua. Ra được xu là đúng kiểu hên lắm đấy các bạn. Ok. Giờ rất nhiều cái cho đi anh em. Thú cưng này. Kiểu chiến thú cưng. Chắc mình chơi chiêu mộ. Ok, chiêu mộ nào. Tôm Nam. Tiếp tục. Cua. Ok, bạn rút tiếp à. Cánh cụt. Tiếp tiếp anh em. Ốc Nam. Tôm vàng. Ồ, bộ này rút trông cũng có vẻ ngon đấy anh em. Cũng có vẻ easy đấy. Lượm quà. Lượm quà quà chứ anh em. À đây. 10 mảnh rồng tím. 10 mảnh rồng nam. Rồng nam. Rồng nam là nhẹ nè. Tăng 75 tốc độ, 15 10% công. Uầy. Bén bén các bạn, bén nha. Lại thêm một con Pokemon nữa, quên một một cháu bé nó ngon anh em. 75 tốc độ, 10% công, tuyệt vời luôn các bạn, không còn gì nói các bạn, quá tuyệt vời luôn. Cái này thì các bạn cứ ghi chép, các bạn ấn thoải mái nhá, tôi đi rồi anh em, bữa không biết thì khởi thôi chứ còn gần cứ thoải mái anh em đó. Ra việc chắc cái là nó yêu cầu bạn có hay không thôi, là nó vẫn còn nguyên cho các bạn á. Đấy, 10 phần 75 tốc độ, 10% công. Ây da,
Không, Kono thì cứ phun công đi anh em. Mấy cháu này cứ để mua phun công đi, để xem nào. Tốc độ lo như lo bữa dùng trời, lo một cháu rồi. Tốc độ và công à. Usopp. Ừ, cho Usopp đi các bạn. Thêm cho phải Usopp nữa các bạn. Ô, từ. Thôi các anh em cho Usopp nào. Nó còn lên phần trăm luôn các bạn. Vừa lên tốc độ này vừa lên công các bạn. Ngon. Bán luôn anh em. Rồi. Chơi quả meta mới chiến bot này anh em. Ok các bạn, chơi quả meta mới chiến bot này anh em. VV group VV này. Funky. Ai nhỉ? Bèo à? Bèo anh em. Hết rồi. Tướng mới nhất ở đây có bao nhiêu rồi anh em, có Funky đây thôi. Giờ mà cho thêm phụ lù với cả Usopp vào nữa thì thôi anh em còn gì mà đam nữa các bạn. Là trận nào, group chém xem có ăn thua không. Điều 4 tướng thôi anh em, để mô 4 tướng ra trận thôi. À quên, sao tôi không cho debuff vào nhỉ. Uầy, 6 tỏi đam anh em, uầy Funky đam to nhất ạ. Từ từ, không cần các bạn. Mình sẽ ủy thác phát điện này đi anh em. Rồi ok, Funky đam to nhất anh em. Uầy, tin được không anh em, Shiraoshi nha, cho Shiraoshi. Nami vào nữa các bạn, rồi ok. Uầy, Funky đam to nhất anh em. Chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật các bạn. Shiraoshi. Ui rồi. Chúng đấy một Funky đam to nhất anh em. Không thể nào đùa được các bạn. Cứ phải nói thật là không thể nào tưởng tượng được các bạn. Ây da, đen là đẹp đấy nhờ. Để xem nào, Funky ở đây rồi anh em, ulti rồi. Unity rồi. Đại tướng quân. Từ từ. Ui ui. Cái gì vậy? Ui cái gì vậy anh em? Từ 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 các bạn. Ok. Ui. Không tua nhỉ, xem lại anh em. Ui. One hit one down luôn anh em. Đợi đến ulti phát là chúng ta sẽ tua chậm lại anh em. Ảo thật sự các bạn. Uầy, lượng sát thương gây ra bao nhiêu anh em? Lượng sát thương gây ra bao nhiêu mà kinh khủng như vậy ta? Nhớ lượt sau anh em, một lượt nữa là mấy ulti. Qua lượt này các bạn, bắt đầu qua lượt này, lượt sau là ulti này. Chưa phải anh em lần này, qua lần này nữa. Rồi. Đây. Ok các bạn. Ok các bạn, lần này thì chụp được rồi nha. Lần này thì chụp được rồi. Bao nhiêu? 376 triệu đam các bạn. 370 triệu đam bạn, 370 triệu đam một quật anh em. Ui. One hit one down luôn, trời đất ơi. Tin được không trời? Căng thật sự các bạn. Ui. Phải Funky không vậy trời, 12 tỏi đam anh em một lượt thôi ạ. Một quả chém đấy 12 tỏi đam anh em, một chém 12 tỏi đam các bạn. Alan Funky yếu anh em. Ui, bạn nào bảo Funky yếu. À, mùa này tôi không test hết đâu anh em nhé. Để dành test tương mới các bạn. Đếm nhiều anh em bảo. Nhưng một tuần nữa cũng kịp không? Chắc không kịp rồi. Tuần sau nữa tương mới rồi anh em. Xem tiếp nào. Ui, bác nào bảo Funky yếu anh em. Xin lỗi nha. Bạn nào mà bảo Funky yếu thì xin lỗi với bạn luôn ạ. Bạn chưa biết test tướng bạn ạ. Ôi trời ơi. Quá khủng khiếp luôn anh em. Tiếp tục nào. Để xem này Funky có tạo ra được dấu ấn hay không. Tiếp tục Funky anh em.
Kết hợp demo quá tém, đam bao khủng quá bạn. Rồi rồi, chuẩn bị rồi anh em. Hai. Ulti này, Vanky kìa đi đang đánh Ulti anh em. À chưa à? Ủa, Vanky rồi. Chưa à? Vẫn chung Ulti anh em, phải đợt này à? Phải đợt sau này nữa à? Đây gọi chắc đợt này anh em, thấy cái nổ đầy rồi đấy. Đây rồi các bạn, xem nào. Uầy, gắt thật sự các bạn. Không bạn, lần này thì không được rồi. Lần này thì đam không được to như lần nãy thì phải anh em. Trận này thì chỉ gây được uầy cũng 218 triệu đam các bạn. Ở quẹt trước này đam là 900 triệu này các bạn này. Uầy, 900 triệu đam này các bạn này. Đây 696. Đây, 901 triệu đam luôn các bạn. Uầy. Ban căng các bạn, nói chung vẫn ăn hit. À không ăn hit được à. Mà vẫn là mình phanh kia các bạn. Uầy, thế bác nào bảo phanh kia đam yếu, xem xét lại anh em nhá. Đam bao khủng luôn. Trời đất ơi, khủng khiếp quá. Thôi, clip tôi kết thúc đây. Gặp anh em tiếp theo, nói chung tâm trạng tôi bữa nay nó hơi bị xuống một tí, anh em thông cảm. Review nó có thể hơi hơi trầm một tí, anh em thông cảm nha, thật sự. Chung nhà có chuyện buồn không vui được, các bạn thông cảm. Cảm ơn anh em, nhớ đừng quên để kênh một like và một subscribe của channel. Ra thì bye bye mọi người.